Hi, hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợ toán nâng cao lớp 5 nha các bạn. Thì đề bài cho như sau, cho số có dạng 2 2 4 AB chia hết cho chia hết cho 2 3 và 5 tính A nhân nhân B. Thì thứ nhất ở đây các bạn phải biết số như thế này nè là số gồm có những hàng hàng B thuộc hàng đơn Vậy hàng A thuộc hàng chục, số 4 thuộc hàng trăm, số 2 thuộc hàng nghìn và số 2 còn lại thuộc hàng chục nghìn, chục nghìn. Được chưa? Các bạn phải biết phân biệt từng hàng đó nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn phải biết được dấu hiệu, dấu hiệu, dấu hiệu, chia hết cho, chia hết cho hai Muốn chia hết cho hai thì hàng đơn vị là là số mấy à? 0 2 4 6 8. Muốn chia hết cho 3 thì tổng của nó tổng tất cả các số hạng phải chia hết cho cho 3. Muốn chia hết cho 5 thì hàng đơn vị của nó phải là số số 0 và số 5. Vậy đề bài cho nó vừa chia hết cho 2, cho 3, cho 5. Vậy ta nối nó chia hết cho 2 cho 5 trước được chưa? À? 2 224ab chia hết cho chia hết cho 2 và 5 trước. Được chưa? À? Chia hết cho 2 kỳ đồng nghĩa chia hết cho 2 nè, các bạn nhìn kỹ đi ạ. À. Và chia hết cho 5 thì cái hàng đơn vị nên Gọi là suy ra suy ra b cái hàng đơn vị nè phải là số số 0. Được chưa? ạ à? Vậy nên 224A0 sẽ chia hết cho chia hết cho cho 3. Mà muốn chia hết cho 3 thì tổng những thằng này cộng lại sẽ chia hết cho 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 3 Vậy 2 cộng 2 cộng 4 cộng A cộng 0 phải chia hết cho chia hết cho cho 3. Được chưa À? Nên suy suy ra ta cộng lại hết giúp lợi 2 cộng 2 cộng 4 cộng 0 ra 8 cộng A chia hết cho cho bà mà mình biết rằng mỗi con số trên thế gian đều được tạo bởi số A của mình sẽ thuộc vào 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vậy ta chỉ cần chọn A là số nào để khi cộng với 8 nó sẽ chia hết cho cho ba vậy ta chọn a bằng 0 được không được mà 8 cộng 0 sẽ không chia hết cho 3 8 cộng 1 được vậy a bằng bằng 1 được chưa à? tiếp tục a bằng mấy nữa à? a bằng mấy nữa mọi người a bằng 2 được mà không, không 8 cộng 2 bằng 10 không chia hết cho 3 cộng 4 nữa à xin lỗi cộng 3 được không ạ à? 0 cộng 4 được vậy là 4 à, tiếp tục 5 6 7 được 8 9 8 với 9 được không ạ à? 8 với 9 được không ạ à? 8 cộng 8 bằng 16 không chia hết cho 3 cộng 9 ra 17 không chia hết cho 3 vậy A của mình là 1 4 7 được chưa à? Vậy ta có trường hợp 1 A bằng 1 B bằng bằng 0 vậy A nhân B sẽ bằng 1 nhân 0 bằng 0 tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy thì ta có a trường hợp 2, trường hợp 2 a bằng 4, b bằng 0 thì a nhân b bằng 4 nhân 0 và các bạn nhìn kỹ lại đi ạ, à? đây là phép nhân đúng không ạ? À? Mà một trong a với b là số 0 rồi, vậy ta kết luận luôn, đó, do b bằng 0 nên A nhân B sẽ bằng bằng 0 Khỏi cần tìm B luôn cũng được nha các bạn Xin lỗi khỏi cần tìm A luôn cũng được Bởi vì B là số 0 rồi Thì B nhân B nhân mấy cũng bằng Ê, Xin lỗi Mấy nhân không cũng bằng Bằng không Ở đây các bạn chỉ cần tìm ra được B thôi Là các bạn đã giải quyết được bài này rồi Không cần phải tìm ra A nữa nha các bạn Được chưa à? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu các bạn cố gắng comment giúp lợn để lỡ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.